Sau khi thanh tra y tế hóa trang vào vai người bệnh, Sở Y tế tỉnh Nghệ An đã phát hiện 5 cơ sở nha khoa hành nghề không phép. Sở này cho biết là sẽ kiên quyết xóa bỏ hoặc là xử lý nghiêm các cơ sở y tế vi phạm. 5 cơ sở vi phạm bao gồm hai cơ sở không có giấy phép đóng cửa trước khi đoàn đến, địa chỉ 48 đường Chu Văn An và 59 đường Nguyễn Trường Tộ, một cơ sở không có giấy phép chủ cơ sở vắng mặt, địa chỉ ở số 96 Đường Đốc Thiết, một cơ sở có địa chỉ ở 33 đường Đinh Công Tráng đã bị rút giấy phép nhưng vẫn hoạt động. Ngoài ra thì đoàn đã lập biên bản đình chỉ hoạt động của một cơ sở này. Một cơ sở có địa chỉ tại 151 đường Lê Lợi, chủ cơ sở vắng mặt, hành nghề vượt quá phạm vi chuyên môn biển hiệu sai quy định, Sở Y tế xử lý bằng hình thức phạt hành chính và yêu cầu khắc phục các tồn tại. Trong thời gian tới, Sở Y tế Nghệ An cho biết là sẽ tiếp tục kiểm tra đột xuất với nhiều cơ sở khám chữa bệnh khác trên địa bàn toàn tỉnh. Theo đó, cán bộ thanh tra y tế thì sẽ hóa trang và vài người bệnh để kiểm tra mở rộng tại các huyện thị và các khu vực vùng sâu vùng xa của tỉnh này.